Hello, xin chào mọi người. Mọi người đó xem hai đứa mình đang làm gì đây? Dĩ nhiên là đang ăn đúng không? Cái quan đang ăn đặc sản. Đặc sản. Cái bánh này diễn tả nữa. Bánh này á. Cái bánh này gọi là crawfish pie, tức là bánh cái bánh giống như cái bánh gì bên trong có đậu, có cơm, nhưng mà thịt của nó là thịt con crawfish, tức là gọi là cái con mà con crawfish. Tôm gì á? Tôm đất. Hai tiếng người Việt Nam gọi là tôm hùm đất. Còn bên đây là gì? Gà, cánh gà lóc xương. Giờ đón thêm hai đứa mình đang ở đâu đây? Đón xem hai đứa mình đang ở đâu đây? Nhẹ nhàng thôi, đang hai đứa mình đang ở trước cửa nhà đây. Nhưng mà tại vì trong nhà bừa bộn quá, với lại chưa dọn vào, chưa có bàn ghế gì hết, thành ra ngồi người xe ăn hết khí trời luôn. Nè, sẵn cho mọi người coi hàng xóm của mình nè. Đó, trong vòng cho coi hàng xóm này, ok. Mèo quen quá trời. Đó, hàng xóm à. Khung cảnh rất là yên tĩnh, sạch đẹp. Ừ. Vậy nó mới xứng với cái phong cách của Thành Liêu á ta, ok. Quăng lưu đạn kìa. Gì cơ? Đó. Nè nè ha. Ăn cái này ok. Ngon đó chứ bộ. Kìa, ừ, đúng rồi, anh quay kìa. Cái bánh của anh kìa. Nè, cái bánh này còn nguyên nè mọi người, bánh này còn nguyên nè. Wow, giờ tới phiên mình. Thiện chiều, bye bye, bye bye cộng đồng Facebook nha.